Yuri Beta. Bất thường game đây, xin chào các bạn. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đến với một game kinh dị có tên là Thang Máy Ma nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu luôn. Không phải là do là cái phần giải thích dài quá cho nên mình không đọc chứ. Rồi, mình chỉ muốn là chúng ta vào thẳng game để mà xem game như thế nào thôi, khỏi cần đọc mấy cái gì hết cho mệt. Rồi, nhân vật chính của chúng ta tên là Chuchiya Noboru. Cứ gọi là Noboru nhé. Rồi, hết cà phê rồi. Đi mua thôi. Thang máy ma, tức là cái thằng này nó phải sống ở một cái nơi nào đó có thang máy các bạn ơi, thì nó mới gọi là có thang máy ma được. Rồi. Chắc là chúng ta cần phải đi thang máy rồi, nhưng mà có vào phòng của những người khác được. Không ai ra hết. Ê khoan đã, game này là... Đợi tí nhá, hiện tại là mình đang ở trên tầng 8 các bạn ơi. Mình tự có thể vào phòng của người khác được. Anh là không vào được à, kiểu như chỉ bấm chuông vậy thôi. Ồ, chúng ta là sân thượng được à. Khá là tự do, mình tưởng là nếu mà thang máy chỉ bị bó buộc ở chỗ thang máy thôi chứ. Hóa ra chúng ta thể đi khắp nơi được. Ôi, bầu trời khá là đẹp. Ủa, bây giờ đang là ban sáng, tại sao lại có ba cỏ được đây? Nhắc tới thang máy là mình nhớ đến bộ mà đi picnic ở thế giới gì mình quên mất tiêu rồi. Urasekai picnic á. Bộ đó là... cũng vào thang máy như vậy, nếu mà bấm gọi là đúng một cái thứ tự nào đó sẽ ra cánh cổng mở ra thế giới khác các bạn ơi. Khá là hay. Để thử nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào thang máy. Không biết là mình có thể làm được cái trò đó trong cái game này không, chắc là không rồi. Rồi hết cà phê rồi cho nên là chúng ta phải đi xuống tầng 1 đúng không? Nó cho chọn tầng nhưng mà thôi mình cứ đi xuống tầng 1 nhé. Ủa sao lại dừng ở tầng 4? Có ai đó bấm vào à? Không có ai cả. Uầy, tại sao lại đúng cái tầng 4? Mình nghe có tiếng ai đó chạy đi. Chắc là ai đó đã quên đồ hoặc là nhầm lửa gì đó. Mà thôi kệ đi. Tại nhân vật chính của chúng ta khá là tỉnh. Tại sao lại đóng lại? Bấm nữa. Mình chẳng bấm gì cả. Tại sao cái nút đóng lại sáng đèn lên thế? Giờ lại bị hỏng rồi. Hôm nay thiếu may mắn gì? Không được. Vẫn phải bấm vào chứ. Không ra được à. Bị kẹt trong đây rồi các bạn ơi. Đây là cái số điện thoại mà của cái người quản lý đây. Không ai bắt máy cả. Có vẻ như là trong đây không có sóng hay sao các bạn ơi. Rồi. Không kết nối được à. Có vẻ như là sóng đã không truyền vào được trong đây. Ủa cái này có đúng thật hay không nhỉ? Mọi lần ở trong thang máy là sóng điện thoại nó sẽ không vào được à. Không biết có thật hay không, tại vì mình chưa từng đi thang máy. Mình xem bộ Another các bạn. Có cái cảnh thang máy sụp xuống xong rồi mình không dám đi thang máy nữa luôn. Rồi, vậy là không có cách nào để... khoan đã, chúng ta hãy trèo lên được mà. Trong thang máy có gương đúng không? Nhưng mà nhìn, nếu mà không nhìn vào gương thì sẽ không thấy được cái cô bé đằng kia. Nhưng mà nếu ma là một cô bé thì chắc là cũng không có gì đáng sợ lắm đâu. Cái gì thế? Không có ai ở đây cơ mà. Tại sao trong gương lại? Bắt đầu sợ hãi rồi. Nhìn khuôn mặt có vẻ khá sợ các bạn ơi. Không lẽ đâu thằng máy không bị hỏng mà là do cô bé hồi nãy đã ấn nút. Ê, phát hiện ra rồi, nó bấm thêm một cái nút nữa xuống tầng hầm đúng không? Lại bấm rồi các bạn ơi. Ê. Tạm thời xếp lại cho. Chắc là mình nhìn vào gương nó sẽ bị gọi là phản ứng như vậy. Thì chúng ta ra ngoài thử xem thôi. Đi là đâu? Cô bé kia kìa. Đuổi theo thử nhá. Không được các bạn ơi. Đây là đâu đây? Không hiểu đây là đâu nữa. Nếu mà cái dưới tầng hầm là chắc chỗ để xe thôi đúng không? Tại sao cô bé ấy lại dẫn thằng này xuống đây để làm gì đây? Để mình thử gọi điện nhé. Không phải ứng.
Hết cơ hội. Cậu thấy cậu không thể nào đi tiếp được. Không có tầng 1. À vậy là một, đây là một cái không gian khác rồi. Một cái không gian khác chứ không phải là cái bãi đổ xe của cái chung cư này nữa. Hồi nãy thấy cô bé vào chiếc xe này, để thử vào xem thử nhá. Ê, không phản ứng cái gì cả các bạn ơi, không hiểu. Sao? À, bấm nút thang máy thì cô bé kia lại đi ra. Sao Thanh Ni này cứ đứng đây hoài chứ? Thấy ma xong rồi né ra. À, chỉ có cô bé thì bấm cái thang máy này mới hoạt động thôi. À, vậy là cô bé này muốn cho mình thấy được cái quá khứ là trước là cô bé đã từng gọi là đi cái thang máy này xuống đây và chạy ra bên ngoài bị xe tông à. Ê, đó là gì thế? Mình chẳng hiểu gì cả. Lại xem thử nhé. Sếp cái. Sếp cái. Không được, tình chạy này không thể cứu được rồi. Ôi, chạy ra tối quá. Chấm 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 hỏi. Ơ, à, lại vào đây nữa rồi. Đấy, đây là. Ơ, à, có phải là cô bé hồi nãy không vậy? Ê, khá dễ thương các bạn ơi. Cô bé này tên gì đây? Miyazaki. Ơ, à, hay là Miyasta, ta Miyashita. Ơ, à, mình không đọc được cái tên mà mình chỉ đọc được cái họ thôi các bạn ơi. Chắc là Kaori hay là gì đó. Ê, Chuchi. Xin chào. Xin chào. Ê, chú đang đi đâu vậy? Chú đang tính đi mua cà phê. Ê, tôi nếu là cà phê thì cần xuống tầng dưới đúng không ạ? Vậy thì chúng ta đi cùng nhau nhé. Cũng được. Uầy, cô bé khá là vui nhỉ. Ê, à, mua cà phê là trong máy bán hàng tự động mà. Ê, cháu muốn uống gì? Ê, combo dash. Cái này là cái gì mình không biết được các bạn ơi. Ê, combo dash you. Là gì? Không rõ cái nước là nước gì cả nhá. À, đây, của cháu đây. Ê, cảm ơn Chuchi nhé. À, đang đọc cái họ của thằng nhân vật chính các bạn ơi, nhưng mà cái họ của nó thì kiểu làm cái gì đó kiểu đặt nickname mà thành cái kiểu này Chuchi, chứ thực ra là thằng này họ của nó là Chuchiya. Rồi, người Nhật thì người ta hay gọi họ của người mà gọi là không có thân lắm, chứ người ta không gọi thẳng tên. Rồi, có gì đó rất là kỳ lạ. Ê, mà mình quen với lại cô bé đó à? Ê, đúng vậy nhỉ? Mình đã gặp cô bé ấy ở cái chung cư này. Sao vậy? Ơ? Ê? À, đúng vậy. Mình... Ủa? Hoài, có cái gì đó không đúng ở đây các bạn ơi. Tại sao tới đây là hết rồi? Để chúng ta xem tiếp chứ, có vẻ nó có liên quan gì đó. Có lẽ là cô bé này đang sống một mình với mẹ, kiểu mẹ đơn thân nuôi một con này. Xong rồi một ngày đẹp trời đó thì có một thằng tóc vàng đó xuất hiện, và thế là hai người cãi nhau. Cái thằng tóc vàng đó là gì thì chắc là khỏi cần phải giải thích thì các bạn biết rồi. Ending thứ ba là biết thế, mình đã đọc kỹ cái phần cái phần thông tin rồi. Ê, chắc là mình đã cắt một đoạn khá dài các bạn ơi. Từ cái end thứ ba, kể từ cái end thứ ba đó thì mình không tìm thấy cái gì hết và mình bị lặp lại hơi nhiều một tí. Cho nên hiện tại mình đã chơi lại từ đầu các bạn ơi. Và mình nhận ra rằng ấy là chúng ta có thể lại đây để mà kiểm tra cái xe. Chúng ta lại đây để kiểm tra cái xe đó các bạn ơi. Nãy mình đã không kiểm tra cái xe này. Rồi, thì cô bé này đang ngồi ở trong đây đọc tạp chí và không chịu nhìn về hướng này. Chắc lẽ là cô bé không nhận ra mình. Rồi,
À, tốt, cô bé đang ngồi trong đó đọc tạp chí không nhận ra. Ở cái ghế phía lái xe thì có gắn vòng hoa gì đó. Kiểu như là cái thanh cái đồ lái có gắn bọc cái bọc hoa hả ta? Cái đồ cầm gắn bọc gì đó mình không rõ lắm. Và bên cạnh đó thì còn có để gấu bông nữa. Cái xe này bên trong khá là đáng yêu. Nếu đây là xe của gia đình cô bé thì chắc là sở thích của mẹ cô bé rồi. Còn bố cô bé thì chắc chắn là sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Và bên cạnh cái lon nước mà cô bé vừa mua khi nãy thì có để một cái thanh thỏi son. Chắc đó là thỏi son mà mẹ cô bé hay dùng. Rồi. Chủ yếu là mình kiểm tra được cái xe này thôi. Mình không biết là nó có giúp ích gì được cho mình hay không nữa. Rồi. Nhưng mà cái này á là mình bắt buộc phải vào trong đây các bạn ơi. Mình bắt buộc phải vào trong thang máy này để mà biết được là cô bé bị xe tông. Đây là cái lần đầu tiên thôi, lúc đó mình nhân vật chính của chúng ta vẫn chưa biết được là cô bé sẽ bị xe tông. Rồi, đây. Lúc này là mới biết được bị nè. Và đó là gì vậy? Đấy, nếu mà mình chạy vào trong thang máy thì nó sẽ bị lặp lại liền luôn. Rồi, đổ một giọt mồ hôi. Cảnh sát, cấp cứu, nên gọi cái nào đây? Mình cảm thấy khó chịu quá. Không, không đúng. Đây chỉ là một giấc mơ thôi. Tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Rất tiếc đây không phải là một giấc mơ. Đấy, ở cái đoạn này là chúng ta vẫn sẽ bị cô bé bắt xuống dưới cái tầng dưới. Rồi, lại bị bắt xuống tầng hầm rồi các bạn ơi, B1 là tầng hầm rồi. Đấy, cô bé bấm nút này. Mỗi lần mà mình xem tấm gương là cô bé sẽ bấm nút một lần. Rồi, và cái này nó cũng giống y chang như vậy luôn, nhưng mà nếu mà nhìn kỹ thì các bạn sẽ thấy ở đây khá là tối. Rồi, tiếp nhé. Đó, và điểm tinh thần của nhân vật chính của chúng ta đã giảm đi một rồi, mình nghĩ chắc nó có liên quan gì đó. Là cần phải kiểm tra cái xe lại một lần nữa. Hồi nãy mình không kiểm tra cái xe này á, cho nên là nó cứ lặp đi lặp lại hoài các bạn ơi. Lặp đi lặp lại hoài luôn cái e thứ ba. Rồi, cô bé đang đọc tạp chí bên trong. Đó là cuốn tạp chí ở cái chỗ ngồi hút thuốc vậy. Cái băng ghế ở chỗ kia là ngồi hút thuốc các bạn. Chắc là ai đó đã vứt cái tạp chí hoặc là đánh rơi ở đó. Nhưng mà đây là tạp chí gì thì không thể biết được bởi vì có rất là nhiều chữ. Nhưng mà chắc là không thuộc về hay là không dành cho trẻ con rồi. Và ở dưới cái tầng hầm này khá là tối. Rồi, có lẽ là cái chữ cam này là kiểu á, cái chữ cam này có lẽ là một cái gợi ý gì đó các bạn ơi. Đúng là tối thật đúng không? Rồi. Bây giờ mình sẽ thử lại một lần nữa nhé. Xem có đúng hay không? Nếu mà mình không kiểm tra cái xe ấy. Nếu mà mình không kiểm tra cái xe là khi mà mình đi vào trong đây là nó sẽ xuất hiện cái em thứ ba luôn. Thật nhé. Nó vẫn giống như vậy. Giống hồi nãy. Cô bé vẫn bị tông các bạn ơi, nhưng mà cái đoạn mà nói giống là nó khác đúng không? Không lẽ nào cô bé ấy vẫn luôn lặp lại như vậy sao? Và còn rất nhiều lần, tại sao chứ? Khác rồi, đúng không? Bây giờ đang vẫn còn những cái đốm lửa ở trên màn hình, những cái đốm màu sáng sáng ấy. Tức là chúng ta vẫn đang gọi là kiểu giống như lạc vào thế giới của người chết, đúng đó, và hiện đang ở tầng 4 này, cô bé ấy vẫn bấm nút. Và cô bé vẫn bắt xuống cái tầng 1. Nhưng mà cô bé cho phép mình đâu để thử nhé. Cô bé đâu, để mình thử là mình lên lại tầng 8 được không? Tại vì ở dưới đó khá tối cho nên là mình sẽ vào phòng của mình để lấy những cái gì sáng sáng. Ồ, vậy là đúng rồi, các bạn cứ bắt buộc phải kiểm tra cái xe. Làm sao mà biết được.
Rõ ràng là mình thấy cô bé vào cái xe màu đen chứ đâu ai nhận ra là chứ đâu có nhận ra là cô bé vào cái xe màu xanh đâu. Vào phòng để kiếm cái gì đó sáng sáng nhá. Chìa khóa của mình đây. Mình đã về được nhà rồi. Ôi rồi. Chết tiệt. Có chuyện gì xảy ra vậy? Mơ giữa ban ngày hay là bệnh tâm thần? Đáng sợ quá. Dù mà rất tiếc là hồi nãy mình đã thấy cô bé ở kia rồi, chắc chắn là bây giờ vẫn chưa về được nhà đâu. Hi. Đây là cái giọng rên rỉ, cái giọng gọi là hét lên vì sợ hãi của một thanh niên 26 tuổi khi mà cửa nhà tự động mở. Đèn mở, bấm nút máy giặt luôn à. Ê, sao tự nhiên cô bé lại vào đây mở đèn để làm gì? Ok, để xem nào. Đừng có nói cô bé giặt đồ cho thanh niên này nhá. Mình cũng không hiểu là rốt cuộc là thanh niên này với là cô bé này nó có liên quan gì đến nhau nữa. Tại sao thanh niên lại bị cô bé này cuốn vào thế giới này chứ? Điểm tinh thần đang giảm dần. Không biết là nó có liên quan gì không đây. Đây là cái kệ sách mà xếp đầy những cuốn manga với lại tiểu thuyết. Khá là giống cái kệ của mình, nhưng mà kệ của mình chỉ toàn tiểu thuyết thôi. Rồi, chúng ta đã lấy được một cái đĩa DVD rồi. Tốt. Đây là cái máy tính mà tôi vẫn hay sử dụng để mà làm công việc. Nhưng mà nó không có kết nối với net. Tốt. Đây là tình hình mà mình chẳng hiểu gì hết. Và chắc có lẽ là mình lên ghi chú lại thì tốt hơn. Ghi chú lại rồi đúng không? Đáp lại nhé. Tôi đã gặp một cô gái vô hình ở trên thang máy và bị cô bé ấy đưa xuống tầng hầm. Nhưng mà khi mà leo lên tầng hầm lại một lần nữa thì tôi đã trở về nhà của mình được. Tôi không biết là tôi phải làm như thế nào nữa. Cô bé ấy tại sao lại ở đây và muốn làm gì? Tôi chẳng thể hiểu được và tôi đang rất là stress. Rồi. Mình đang cố giả cái giọng của cái thanh niên 26 tuổi chứ mà nó làm mình đau cổ họng quá cho nên đọc bình thường thôi nha. Rồi. Đây là một cái thùng cắt tông mà lúc mà tôi chuyển nhà đến đây tôi đã để luôn ở đây. Thật ra là đây là một những cái món đồ mà tôi không sử dụng thôi. Không cần sử dụng đến thôi, cho nên là chắc là tôi phải vứt nó rồi. Rồi. Đi đến đâu là cô bé sẽ mở đèn đến đó. Chắc là cô bé này sợ tối các bạn. Mở cả TV à. Cô bé này đang muốn làm gì vậy? Vậy là cô bé vẫn đang ở đây. Đây chỉ là một cái coaster là gì? Coaster là gì? Có thể xem được TV rất rõ từ đây. Chắc là đây là cái chỗ ngồi để xem TV này. Cô bé đang ở đây đúng không? Đây là đầu đĩa để đọc DVD. Gần đây thì mình chỉ đang xem máy tính thôi. Được rồi, đó là cô bé tính. Đừng có nói là bỏ đĩa DVD nó vào nhá. Con bé đang xem đĩa DVD. Hồn ma cũng xem đĩa DVD sao? chắc là học sinh tiểu học chăng? Cho nên là mới xem đĩa DVD. Đấy. Nếu con bé đang xem đĩa DVD thì có lẽ ra là chúng ta có thể chạy thoát khỏi cô bé không? Nhưng mà thấy cô bé thì xem TV khá đáng yêu các bạn. Đây là những cái đồ, cái kệ để đựng những cái đồ nhảm nhí thôi. Hôm nay là ngày rác.
phòng cháy rồi. Rồi chúng ta có lẽ là chúng ta cần phải chạy. Vậy là những cái dòng chữ màu cam đó là kiểu như là những cái dòng chữ màu cam đó là kiểu kiểu là gợi ý cho chúng ta đúng không ta? Rồi chạy nhé. À, thang máy không chuyển động và trong gương cũng không có ai hết. Vậy là cô bé ấy không lên đây à? À, có lẽ nào là cứ như thế này mình có thể chạy thoát được không? Rồi không có ai hết. Thử xuống tầng 1 nhé. Thường thường là chạy thoát, muốn chạy thoát là phải xuống tầng 1 thôi. Rồi chạy. Chạy. Cũng chẳng cần phải chạy thoát rồi, một cô bé làm gì cơ. Ê. Ê tốt. Cũng giống như tầng hầm vậy. À, xung quanh khá là tối các bạn ơi. Kiểu như là cái thế giới này bị nứt ra. Chỉ còn có cái khu vực ở đây thôi. À, có lẽ nào đây không phải là cái người ta chung cư mà mình hay biết hay không? Là một nơi khác chăng? Mình đã bị dịch chuyển đến đây khi mà không dựng ra à? Không, không phải như vậy. Bữa sáng mình đã thức dậy và mua đồ một lần cơ mà. Và nơi này rất là tối, xung quanh thì không nhìn thấy gì cả. Liệu đây có phải là trái đất không? Có lẽ nào là... Nếu mà đây là hiện thực thì... Chỉ có cái nơi này là còn sót lại thôi và cả thế giới đã bị hủy diệt rồi sao? Sao có thể chứ? Đây đâu phải là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đâu. Có lẽ nào là không có cách nào để chạy thoát nữa không? À... Điểm tinh thần vẫn còn 5 các bạn. Điểm tinh thần vẫn còn 5. Đó là nếu điểm tinh thần hết thì chắc là game over hoặc là bad end quá. Rồi đây là khu đổ rác của dân cư và nó khá là sạch. Đồng hồ. Nhưng mà kim thì lại không xoay. Đây là chiếc đồng hồ bị vứt và có thể đó chỉ là bị hỏng thôi. Nhưng mà có vẻ điện thoại của thằng này cũng là 16 giờ 6 giờ 20 rồi. Rồi để xem nào. Rốt cuộc là cái đồng hồ này làm gì đây? Cái đồng hồ này là 16 giờ 20 phút này. À không gọi được cho ai hết. Quên, nhầm. Cái điện thoại của mình là hiện tại nó cũng đang là đúng là 16 giờ 20 luôn nè. Rồi, vậy là cái thời gian vào 16 giờ 20 phút này là rất có thể nó có liên quan. Rất có thể là cái giờ mà cô bé đã bị xe tông chăng? Wow, cô bé xuống đây rồi. Mình đang gọi là rất là muốn tìm hiểu xem rốt cuộc cô bé này muốn cái gì đây. À, cái nhạc của để DVD kìa. Không được rồi, mình vẫn có thể nghe thấy âm thanh của DVD. Và tầm nhìn khá là mờ ảo. Dù có thức dậy đi chăng nữa thì nó vẫn như vậy. Đây không phải là một giấc mơ. Ờ vậy là nãy thanh niên này ngủ thử xem có tỉnh dậy được hay không à. Mình sẽ không thể nào thoát ra khỏi chỗ này luôn sao? Chết tiệt, tại sao lại như thế này chứ? Tại sao mình lại bị ám chứ? Cái đó ai biết được. Có khi nào là cái... có khi nào là cái thằng này là cái thằng lái xe tông không ta? Cho nên nó mới bị cô bé thì ám chăng? Không, hãy thử suy nghĩ đi. À, khi mà cô bé ấy ở bên cạnh thì mình không thể thoát ra được. Chẳng phải vậy sao? À, ngoài ra thì còn một vấn đề khác nữa. Có khi nào mình đã bị lạc vào thế giới bên kia không? Nhưng mà... Tại sao lại là bây giờ cơ chứ? Buổi sáng vẫn bình thường cơ mà. Có lẽ nào là điều đó xảy ra khi mà mình đi thang máy không? Ủa vậy là cái thằng này ra ngoài lúc 16 giờ 20 à? Chứ không phải là cái thời gian mà cô bé kia bị kiểu tông xe đúng không? Mình cũng không rõ lắm nữa, bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Có cái chữ một cao ở đây thì chắc là như vậy rồi. À, nếu như... thang máy chính là cái cổng dẫn đến cái thế giới này thì chắc chắn là nó cũng sẽ là một cái lối ra. Ồ,
có vẻ hợp lý đấy. Và cái tầng hầm thì nó luôn khác, nó có cái gì đó rất là khác. Đó không phải là cái tầng hầm mà mình biết. Cái tầng hầm mà mình biết là không biết nó đã đi đâu mất rồi. Cô bé cái kia vẫn đang xem DVD các bạn. Vẫn đang xem DVD đúng không? À đúng vậy. Mình có thể nhìn thấy được cô bé trong gương. Chắc là đây sẽ là cơ hội tốt cho chúng ta rồi. Xem nào. Rồi. Khoan 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 khoan. Chúng ta sẽ thử xuống tầng 1 thôi nhờ. Tại vì cái tầng hầm á là nó không thể nào đi lên được đúng không? Cái tầng hầm B1 ấy là nó đã không có ly lên được cái cầu thang 1 rồi. Cho nên là mình phải thử đi được cái cầu thang 1 xuống tầng hầm nhé. Khác rồi. Ê. Cái bầu không khí này làm cho mình cảm thấy không làm cho mình cảm thấy bị nổi da gà. Và có gì đó rất là khác. Không lẽ nào? Chính bởi vì cô bé kia bấm nút thang máy cho nên là mới bị chuyển đến một nơi khác chăng? Rất có thể là chính vì cô bé kia bấm thang máy cho nên là cái cô bé ấy đang bị bỏ lại ở trong cái thế giới gọi là bên kia, kiểu như là một cái không gian khác của cái gì ta, cái chung cư này. Đang ở trong một cái không gian khác của cái chung cư này cho nên là mỗi lần cô bé ấy bấm nút là nó sẽ đưa đến một cái nơi khác. Và cái thằng nhân vật chính của chúng ta là chỉ vô tình gọi là bước vào ở giữa cái không gian đó thôi, mới bị đưa qua bên thế giới bên kia chăng? Vậy thì nếu mà muốn thoát ra khỏi cái chỗ đó, cái chỗ này thì cần phải có cô bé kia bấm nút chăng? Đúng thật là cô bé ấy không gọi là gây hại gì cho mình cả. Và cô bé ấy chỉ kiểu như là bấm nút mà thôi. Giống như là đùa nghịch vậy. Hùng ma à? Nhưng mà nếu là hùng ma thì có thể gọi là nói chuyện được không ta? Bằng cách nào cơ chứ? Nếu là bạn bè và đồng nghiệp thì chỉ cần đãi họ một bữa hoặc là tặng quà gì đó là ok. Còn hùng ma thì nhân vật chính của chúng ta chắc là nhân viên công sở gì đó rồi, cho nên là mới nghĩ ra được như vậy liền. Bạn bè thì chỉ cần đãi một cái một bữa ăn thôi là có thể nói chuyện trò chuyện được rồi, còn hùng ma thì khác. Gọi điện thoại được không? Ủa vậy là mình vẫn chưa thoát ra khỏi cái không gian kia à? Mà nó hơi khác tí này, có một đóa hoa này. Một đóa hoa trắng được để đây. Tại sao lại được để đây nhỉ? Ê, mình sẽ thử xem đồng hồ trong điện thoại nhé. Không có tăng giờ rồi. Ồ, xin lỗi các bạn nhé, mình mới vừa ra tra kỹ cái tên của cô bé này để xem cái tên này đọc như thế nào cho nó chắc. Và mình hình như là nãy mình đã đọc sai rồi, cái này không phải là Cao Ri mà là Mari các bạn ơi. Đúng là cái chữ phía sau là chữ Ri thật, nhưng mà chữ phía trước không phải là ca cao. Rồi. Tôi chú ý với xe cộ. Cô bé ở phòng 405 tên là Miyashita Mari đã bị xe tông và tử vong ở dưới cái tầng hầm này. Thật là rất là tội nghiệp cô bé. Chúc cô bé được bình an ở thế giới kia. Bị xe tông. Nhắc mới nhớ thì lúc mà mình gọi là đến chuyển nhà đến chung cư này thì mình đã nghe nói về vụ tai nạn ở đây. Và mình không tin tưởng vào ma cỏ cho lắm, cho nên là mình nghĩ là nó không liên quan gì hết và mình đã gọi là chuyển vào chung cư luôn. Vậy là cô bé tên là Miyashita Maria. Quả nhiên là mình nghĩ là chắc chắn là phải đọc đúng tên của người ta các bạn ơi. Cho nên là phải ra điều tra gấp. Rồi. Vậy là cái bó hoa trắng được đặt ở đây là để cho cô bé tên là Miyazaki Kao Maria. Tém nhầm. Nhưng mà không lạ sao? Cái vụ tai nạn xảy ra trước mấy tháng khi mà mình chuyển đến đây cơ mà. Chắc là cũng phải nửa năm rồi.
Và tại sao bó hoa này lại có thể mới được như vậy cơ chứ? Hay là ai đó đã để đây và kiểu như ai đó đã ở đây và thay thế bó hoa này sau mỗi tháng? Và lý do mà họ thay thế hoa là rất có thể là gần ngày giỗ chăng? Gần ngày giỗ à? Có lẽ là hồi nãy mình đọc nhầm các bạn ơi. Nhân vật chính chuyển đến đây đã sống được ở đây khoảng 6 tháng rồi và nghe được cái tin vụ tai nạn đó là khoảng một vài tháng về trước. Tức là hai cái cộng lại thì có lẽ nó đã tròn 1 năm kể từ khi cái vụ tai nạn xảy ra. Và trước giờ là chắc là không có hoa gì ở đây hết, nhưng mà tự nhiên người ta lại đặt hoa, tức là kiểu như là gần đến ngày giỗ cho nên mới đặt hoa như vậy. Và như các bạn có thể thấy là ở đây không còn xe của mẹ cô bé nữa. Tức là cái gia đình này có lẽ là đã dọn đi rồi hay sao? Rồi, chúng ta hãy vào được thang máy đây, nhưng mà không biết là phải làm như thế nào. Tép lại chưa tới, tép lại lần nữa nhé. Mua được nước không? Mua được cà phê. Có cái nào uống cà phê là sẽ tăng lại điểm tinh thần không ta? Mua được cà phê nữa. Mình đang có khoảng gọi là 12.000 yên các bạn ơi. Cho mình thử mua cà phê nhiều nhiều cho nó an toàn nhé. Biết đâu cái cà phê này nó sẽ giúp mình hồi phục điểm tinh thần sao? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gọi là thử lên thang máy nhé. Không có cô bé ở đây. Chắc là cô bé vẫn đem xe để DVD. Đầu tiên hết là mình phải lên tầng 4 để mà vào cái phòng thứ 5. Phòng 405 ấy xem lực như thế nào. Không có ai cả, nhưng mà đây là phòng 405. Có vào được không? Có vẻ là nó đang bị khóa hay sao ấy. Không biết là có thể xem được từ cái lộ nhìn hay không. Hơi đáng sợ tí. Hả? Đau. Đầu mình đau quá, bác không thể mở ra được. Nhìn vào không được rồi. Hết hết đau đầu rồi. Tại sao? Mình có cảm giác như là có cái gì đó nó có cái lực phản nào đó. Bên trong đó chắc chắn là có cái gì rồi. Mình khá là tò mò nhưng mà bây giờ vẫn chưa vào được. Ok. Thôi mình nghĩ chắc là tạm thời mình sẽ dừng cái video này lại tại đây nhé các bạn. Tạm thời mình sẽ dừng cái video này lại tại đây nhé. Cũng gần 30 phút rồi. Và có lẽ là chúng ta đang gần tiếp cận được với sự thật là tại sao cô bé ấy lại gọi là kéo thằng này. Thằng này thì nó không có gọi là không phải là cái người gây ra vụ tai nạn các bạn ơi. Thằng này là nó đã gọi là chuyển đến đây sau 6 tháng kể từ cái vụ tai nạn xảy ra và nó đã ở đây thêm 6 tháng nữa. Mà vẫn không có gì xảy ra cho đến cái thời điểm này. Cho nên là vẫn không hiểu thế nào hiểu rõ được là tại sao lại bị kéo vào thế giới này. Và ở trong cái tin thứ ba thì mình thấy là có vẻ như là cô bé quen biết thằng này là như nào mình cũng không rõ lắm. Đấy. Ế khoan đã. Khoan 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 khoan. Mình vừa mới nhận ra được một cái gì đó. Bây giờ mẹ cô bé hình như là đang hẹn hò với một người khác đúng không? Và mẹ cô bé là một người mẹ đơn thân. Nhưng mà nhìn cô bé ấy lại khá là giống cái thằng nhân vật. Khá là giống cái thằng Noboru này. Cái này không rõ chứ. Thôi nói chung là mình sẽ dừng video lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà các bạn thấy thích video này, hãy bấm cho mình một like đăng ký nước của mình. Đừng quên lúc chung mình nhận được những bạn mới nhớ nước mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.